Những người không nên uống bột sắn dây để đảm bảo sức khỏe. Sắn dây là một loại thức uống hạ nhiệt cơ thể rất thích hợp với những thưởng thức vào mùa hè. Thế nhưng tình trạng sức khỏe sẽ nặng hơn đối với những người không nên uống nó. Vậy nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Khi những đối tượng không phù hợp sử dụng, nó sẽ xảy ra những hiện tượng như thế nào? Hãy cùng Diệp tìm hiểu ngay sau đây. Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Diệp, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn về kiến thức sống khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Và nếu bạn quan tâm tới chủ đề bột sắn dây kỵ với những người nào thì hãy để lại một bình luận tích cực để Diệp có thể được tương tác và hỗ trợ bạn ngay nhé. Trong video của ngày hôm nay sẽ có các phần chính như sau. Phần 1 là sắn dây có lợi đối với sức khỏe như thế nào. Phần 2 là những người không nên uống bột sắn dây là những đối tượng nào. Phần 3 là một số lưu ý cần cẩn trọng khi uống bột sắn dây. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên. Bột sắn dây sở hữu một phong phú về lợi ích sức khỏe, nhất là có lợi cho chức năng gan cũng như chống lão hóa và ung thư. Cùng Diệp điểm qua một số tác dụng tuyệt vời của bột sắn dây ngay sau đây nhé. Thứ nhất là chứa bungarin, điều trị tiểu đường. Theo nghiên cứu của trường đại học tại Mỹ, bột sắn dây có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu, đồng thời cải thiện tình trạng kháng insulin. Ngoài ra, bungarin còn chống viêm và oxy hóa, bảo vệ tuyến tụy hiệu quả. Hơn nữa, chất này có thể ức chế phản ứng Myla, một phản ứng tạo ra một hợp chất giữa axit amin và đường khử. Khi kiểm soát được phản ứng này, đồng nghĩa với việc phòng ngừa được bệnh tiểu đường hoặc là ngăn chặn sự phát triển của bệnh tiểu đường. Thứ hai là hỗ trợ cai nghiện. Dung nạp sắn dây có thể giúp những người nghiện rượu giảm được việc uống rượu. Theo một nghiên cứu cho biết, những người nghiện rượu sau khi một tuần uống sắn dây sẽ tiêu thụ ít rượu hơn người bình thường. Thứ ba là bổ sung hàm lượng sắt. Sắt là một thành phần quan trọng giúp lưu thông huyết mạch và cải thiện tình trạng thiếu máu. Một cốc sắn dây có thể bổ sung khoảng 13% hàm lượng sắt cần thiết để duy trì sức khỏe và giảm thiểu một số bệnh lý liên quan do thiếu sắt. Thứ tư là cải thiện vòng một. Đối với các chị em, sắn dây là một loại thực phẩm dồi dào hàm lượng protein và sesamin, có khả năng kích thích sản sinh ra hormone estrogen ở nữ. Nhờ đó, vòng một của nữ giới có thể săn chắc và đầy đặn hơn. Vậy những người không nên uống bột sắn dây là những đối tượng nào? Mặc dù là sắn dây có công dụng vô cùng tuyệt vời, với một số người được khuyến cáo không nên sử dụng sắn dây để đảm bảo sức khỏe. Đầu tiên là người bệnh huyết áp. Những người mắc bệnh tim mạch hoặc là huyết áp thấp hay là suy nhược cơ thể là những người không nên uống sắn dây vào buổi sáng. Đây là thời điểm lượng hormone trong máu không cao. Nếu uống sắn dây thì chính tính hàn của sắn dây sẽ khiến cho bụng của người bệnh cảm thấy khó chịu và đầy hơi. Thứ hai là trẻ em không nên uống sắn dây. Sắn dây khi pha thành nước ở dạng sống có tính hàn rất mạnh, do đó trẻ em khi uống sắn dây sẽ bị đau bụng và tiêu chảy. Vì vậy người lớn nên chú ý, nếu muốn trẻ em uống bột sắn dây ấy, thì nên pha chín để giảm tính hàn. Đồng thời cơ thể trẻ em sẽ hấp thụ tốt hơn các thành phần tốt có trong bột sắn dây. Phụ nữ đang trong thời kỳ mang thai, nếu cơ thể sinh nhiệt cao nên uống sắn dây để giải nhiệt độ cơ thể vô cùng tốt. Tuy nhiên, nếu cơ thể của bạn đang có dấu hiệu lạnh, nhiệt độ thấp hơn bình thường, huyết áp của bạn đang không tốt nên hạn chế uống bột sắn dây. Thêm vào đó, phụ nữ bị động thai, bị dọa sẻ thai, dạ con co bóp nhiều cũng hạn chế sử dụng bột sắn dây để đảm bảo tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé. Tốt nhất đang trong thời kỳ mang thai nên có chế độ ăn uống hợp lý và theo sự hướng dẫn của các chuyên gia dinh dưỡng. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào nội dung tiếp theo là vì sao sắn dây không nên uống sống. Đa phần bột sắn dây được bày bán đại trà trên thị trường, nhất là ở các chợ địa phương, thường được chế biến theo cách thủ công. Quy trình chế biến bột sắn dây có thể lẫn tạp chất bụi bẩn, vi khuẩn. Vi khuẩn không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chính vì thế nguy cơ mắc phải các vấn đề về tiêu hóa xảy ra có thể sẽ xảy ra với bạn. Vì thế sắn dây được khuyến cáo là pha bằng nước nóng hoặc là đun sôi trên bếp để tiêu diệt vi khuẩn gây mầm bệnh, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, nhất là đối với phụ nữ mang thai, đang cho con bú và trẻ em. Pha chế bột sắn dây ở nhiệt độ cao sẽ phân nhỏ các thành phần trong sắn dây thành các đoạn ngắn hơn, giúp cơ thể hấp thụ nhanh hơn, tránh được các triệu chứng đầy hơi, chướng bụng. Sắn dây nên uống nóng hoặc để nguội và có thể bỏ đá vẫn giữ được nguyên vị mà không làm đường ruột bị khó chịu. Công thức chế biến của một cốc sắn dây không hề khó khăn, chỉ vài bước đơn giản. Đầu tiên, pha vài muỗng bột sắn dây cùng với nước sôi, quấy đều để bột tan hết. Cho thêm một muỗng cà phê đường hoặc mật ong, nước cốt chanh là bạn sẽ có ngay một món ngon giải nhiệt
cơ thể tốt lành cho ngày hè nóng bức. Và bên cạnh đó, chúng ta cần lưu ý những điều khi uống bột sắn dây. Khi uống bột sắn dây, bên cạnh việc lưu ý những người không nên uống sắn dây thì bạn cũng nên cẩn thận một số phương pháp pha chế để tăng hiệu quả của sắn dây khi hấp thụ vào cơ thể, tránh khả năng gây phản tác dụng khi uống loại thức uống này. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng ngần ngại chia sẻ video này tới nhiều người cùng biết và sử dụng bột sắn dây một cách hợp lý và an toàn. Và bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh của Diệp để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích khác về sức khỏe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video được phát sóng vào lúc 8 giờ tối ngày mai.